Chào quý vị, hôm nay mình giới thiệu tới quý vị một cây mai tàng dù. Trong cái clip này nó có 3 cây, cây mai tàng dù với một cây trang với lại một cây mai nhỏ. Cây mai này bông nó là 6-7 cánh hay cái gì. Cây này cái tàng dù trên tròn cũng đẹp mà. Cây này nó đang xù nữa biết gì. Cây này là đi dây lên cái là hết ướt mất luôn á. Cây này nó xù chảy nè, nó chảy bệt xuống rồi. Tổng thể chiều cao của cái cây này là 1m7 đó quý anh chị. Cây này phong hơi cao, từ chân đế lên chính tắc á quý anh chị, là nó có chân cạnh á. Rồi hoành của gốc này là 41 á, 41 quý anh chị. Đây là nó bóp nhỏ nè. Cây này cái eo này cái đâu. Ừ rồi. Cây này thân nó gió. Nó tham khảo cho anh em cái eo dưới này là cái này ha. Ừ rồi. Dưới rồi. Cái đôi dưới còn ghế treo. Dưới nó cũng vậy, ở dưới 47. Ở dưới này là 47 nè quý anh chị. Đường kính nó nhiêu? 57. 57. Cái ghế dài nhất. Cái 70. Chiều dài 70 đó quý anh chị. Bộ đế này cũng lạ lạ. Tán rộng là được khoảng 1,5 m một lần. Đứng sau lưng. Rồi, tham khảo cái gì đó 1,5 m anh ạ. 1,5 m. Ừ. Rồi cây này là giao lưu nhiêu vậy? Cây này giao lưu với anh em 6,5 m. Rồi ok. Còn anh em nào thích cây mai tàng dù này liên hệ chỗ anh Lai. Lát cái số điện thoại mình để dưới phần tiêu đề á. Giờ tiếp tục quay cây thứ hai là cây trang đi. Cây này cây trang đỏ lá rí nè quý anh chị. Một thân 10 à? Hình thân 10 cm. Một cốt quý anh chị. Thóc thân được như vậy. 16 cm là có chân cạnh vậy. Chiều cao của này. Chiều cao 85. Chiều cao 85, tán ngang.
Tăng nhà cũng khoảng 85 luôn. Rồi. 80 thôi. 80. 80. Tạo màu vậy thôi. Rồi báo giá cái này luôn. Cái này giao lưu cho anh em 1 triệu anh em. Rồi cái trang này với nên cái trang này là giá 1 triệu đó các bạn. Rồi, nếu các bạn nào mà giao lưu cây trang với cây mai luôn là như 7,5 triệu đúng không? 2 cây. Ờ, 7,5 triệu. 2 cây 7,5 triệu thì khuyến mãi cho các bạn cây mai nhỏ nè. Rồi, anh em nào có giao lưu thì mình 2 cây thì mình khuyến mãi cho cây nhỏ này nha, cây nhỏ này chừng 300 ngàn ha. Đó, cây này rồi, là bắt lại khuyến mãi cây nhỏ nè. Rồi, cũng là đọc số điện thoại luôn nè. Số điện thoại của mình là 0907 298 084. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với anh Lai để giao lưu hai cây trang và cây mai này nha các bạn. Nhiều khi anh em nào có chừng 30 km rồi mình có xe tải ở nhà thì mình giao tới chỗ miễn phí cho. Rồi rồi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây.